Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách photocopy của MacInRider 2701D. Ở đây thì mình đã có sẵn một tờ giấy nè. Các bạn sẽ có hai cách để copy. Cách đầu tiên là các bạn sử dụng mặt gương, thì các bạn sẽ để chiều giấy thuận qua hướng tay trái, úp xuống và đóng nắp lại là xong. Hoặc cách thứ hai là các bạn sử dụng cái khay ở trên, đây còn được gọi là khay ADF. Tiếp tục, các bạn sẽ để chiều giấy thuận về phía trái và bỏ tờ giấy vào khay giấy. Và các bạn đừng quên hãy chọn nút lệnh copy. Giờ đây là cái màn hình sẽ hiển thị ha. Thì ở bên đây là các phím số nè. Thì các bạn muốn in bao nhiêu trang thì các bạn sẽ nhấn bấy nhiêu. Và ở đây thì mình chỉ in một trang. Mình sẽ để mặc định nó là số 1 và mình ấn nút start, nó sẽ bắt đầu copy ra. Và đây là thành phẩm. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách photocopy cho MacInRider 2701D. Cảm ơn đã theo dõi video của mình. Hãy nhanh tay liên hệ với Ditech để được mua MacInRider chính hãng bạn nhé.